Em chán cái con nhỏ đó muốn chết luôn vậy đó. Nó bị đánh riết rồi, nó chai lì luôn cảm xúc rồi. Bữa giờ nó có nhắc gì cái vụ mà nó rùa anh không? Nó mà dám nhắc, nó nhắc em chửi cho nó chết luôn. Đồ cái thứ con gái mất nết. Ai vậy anh? À, mấy người bạn thôi mà. Bạn mà sao anh không nghe điện thoại? Nghe chi, giờ tụi nó rủ đi nhậu. Giờ nay mà nhậu nhẹt gì? Thôi đi, uống nước đi. Kệ, đừng quan tâm tụi nó. Nước đi. Em muốn gì? Cho cà phê sữa đá đi. Hai ly. Chết chưa? Nếu người đẹp như em phải chờ đợi như vậy, lỗi của anh quá lớn, làm sao có thể đền bù đây? Thôi đừng có nịnh nha. Anh làm gì mà em gọi điện anh có chục cuộc anh không nghe máy? Thì anh bận mà. Thôi vô nhà đi, không lẽ đứng đây gây gỗ hoài vậy. Đi. Tại sao cả tuần nay anh không gọi điện cho em? Anh bận mà. Xạo, hồi trước á anh cũng bận quá trời luôn, anh còn gọi điện được. Trước bận kiểu khác, giờ bận kiểu khác. Bận nó đâu có giống nhau được, đúng không? Làm gì mà căng thẳng vậy trời? Sao vậy? Thôi mệt quá đi. Bữa em có đưa cho anh 500 triệu á, anh nói mua đất ở đâu đó, anh có mua chưa? Em muốn đi coi và xây nhà luôn trong năm nay. Gì xây nhà năm nay? Sao mà xây được? Cái tuổi của mình không có hợp để xây nhà trong năm nay. Với lại đất đai mà em, thủ tục giấy tờ rườm rà phức tạp lắm, đâu có một sớm một chiều được. Từ từ đi. Từ từ là đến khi nào? Chờ đi. Khi Ủa? Nào? Anh cứ nói là chờ, nhưng mà em không biết chờ là đến khi nào nữa. Thì người ta kêu chờ thì mình cứ chờ. Khi nào người ta kêu không chờ nữa thì mình sẽ không chờ. Giấy tờ mà em, đâu có gấp được, cứ bình tĩnh. Người dạo này thấy em sao? Sao mà hay căng với anh chi vậy? Mấy cái chuyện đó chuyện nhỏ mà. Tiền bạc, đất đai, mấy cái chuyện đó tính toán anh làm cái gì? Em đang dọn qua mẹ em à. Mai em dọn qua đây ở luôn nha. Cái gì? Hả? Ủa sao không được hả? Ai nói không được? Được mà sao anh hoảng hốt quá vậy? Hốt đâu. Anh mừng. Mừng kiểu gì kỳ vậy? Mọi người có cách mừng khác nhau chứ ai giống ai được. Em qua là anh mừng rồi. Thiệt không đó? Thiệt. Nhớ em muốn chết luôn chứ giờ em qua đây là anh phải mừng chứ. Ừ. Đi tắm đi ha. Tắm. Rồi anh nấu cơm cho. Đi nhớ nấu cơm cho em ăn nữa nha. Kiểu này tiêu chắc. Rồi giờ sao đây? Mới học nấu được món này ngon lắm nè. Ngày mai qua em nấu cho anh ăn nha. Mai qua hả? Không thích hả? Không phải thích lắm mà. Em nấu món gì vậy? Là món cà ri dê đó. Thích chứ, nhưng mà anh chỉ sợ em cực thôi. Cực gì đâu mà cực.
Nấu cho anh ăn nó là em vui hả? Không có cực đâu. Gì? Em nói em nấu món gì? Là món cà ri dê đó. Trời ơi, anh mới ăn đó. Từ tối hôm qua tới giờ nó dí anh chạy không nổi luôn. Uống cả ký thuốc là chưa xong nè. Vậy hả? À, vậy để em qua em chăm sóc anh nha. Thôi, khỏi. Hết rồi. Sao nói em bị hôm qua giờ chưa hết? Mới hết tức thì à. Thôi thì đừng có qua nha, anh khỏe rồi. À, vậy hả? Thôi anh không ăn được món này á, thì em nấu món khác nha. Em biết nấu nhiều món lắm đó. À, anh có bạn, à, công việc của anh. Cái gì để lát nên gọi điện lại. Nha. Mai anh đi công tác xa, chứ không biết có ở đây không. Đừng có qua nhà anh, nghe chưa. Cái gì lát anh gọi lại, nha. Alo, em chưa nói hết mà. Alo. Anh. À? Anh nghe điện thoại ai vậy? À... Nhừ, con đau bụng á, con đi toilet nha. Đứng lại. Hả? Sao cái mặt con đỏ dữ vậy hả? Thì con đi nắng á. Mỗi khi con cũng đi nắng mà má đâu có thấy con đỏ dữ vậy. Có gì đâu, con bị dị ứng thôi. Dị ứng cái gì? Dị ứng với nắng. Con nhậu phải không? Sao mới mà lớn mà đi nhậu nhẹt hả? Thì nhậu có chút xíu thôi mà làm gì má ghê vậy hả? Con mày đặt cái thói hư hỏng nhậu nhẹt hả? Má nhức đầu quá à. Má nói lại thôi. Như nhậu mà làm gì âm sầm vậy? Đi. Con. À. Dạ thưa thím, con có chuyện này muốn nói với thím. Có chuyện gì nói đi. Con cảm ơn thím nhiều lắm. Vì bấy lâu nay thím đã cho con ở đây. Bây giờ con muốn xin phép thím cho con dọn ra ngoài ở. Ừ, con cũng lớn rồi. Nếu dọn được ra ngoài ở thì cũng tốt. Dạ, con cảm ơn thím. À, mà chừng nào mà dọn đi? Dạ, chắc là cuối tuần này. Ừ. Xin phép thím. Trời ơi, ai vậy? Như. Có gì không? Chị có chuyện muốn nói với em. Mày nói đi, giờ tôi xỉn quá à. Tôi không biết gì đâu.
chị đi đứng kiểu gì vậy, chị không thấy hả? Thôi không có gì đâu. Alo, mẹ nghe nè con. Mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ đang đi công chuyện. Mẹ về nhà ngay lập tức. Con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Chiều mẹ về. Con cho mẹ 15 phút để mẹ có mặt ở nhà. Nếu như mẹ không có mặt ở nhà thì mẹ đừng bao giờ nói chuyện với con nữa. Alo, anh Hùng hả? Anh đang ở đâu vậy? Không thể chấp nhận được. Thật ra thì... Sao? Thiếm đang có tình nhân ở bên ngoài á. Chuyện này á, mới nghe thì cũng bất ngờ. Nhưng trước khi mày đi á, mày định chia rẽ má con tao đó hả? Chiêu đó cũ rồi nha cưng. Tất cả những gì chị nói là sự thật. Chị không có bịa chuyện ra đâu. Em nhất định phải nghe lời chị. Nhưng mà sao mày biết? Đã rất là nhiều lần, chính mắt chị đã bắt gặp Thiếm và người đàn ông đó tại trong căn nhà này. Chuyện đó thì sao? Thiếm đã thay lòng với chú. Thiếm đã phản bội chú trước khi chú mất lận. Có chuyện gì mà con gọi má giật ngược giật xuôi vậy? Mà sao hôm nay con không đi học? Má có lừa dối con điều gì không? Dối con? Má làm gì có chuyện gì để dối con? Mà sao hôm qua con đi nhậu về khuya dữ vậy hả? Con rất buồn vì con bị lừa dối. Con không cần phải quan tâm đến con nữa. Nhưng tại sao hôm nay con ăn nói với má vậy? Nếu vậy má phải tự hỏi bản thân của má đó. Con nói cái gì vậy? Tại sao má lại làm như vậy chứ?
Dạ chào cô. Rồi chào con, mời con ngồi. Có gì không con? À, dạ con thấy ở ngoài treo bảng là cần tuyển người nên con vô xin việc hả? À, đúng rồi, cô cần tuyển người mà tuyển nam giao hàng đó con. Con nghĩ là con làm được đó cô. Ừ, con giao hàng chạy xe Honda được không? Dạ con không biết chạy xe Honda nhưng mà con đi bằng xe đạp. Xe đạp thì sao giao hàng được con? Cảm ơn. Tội nghiệp cho con bé quá. Trời đất ơi, con định làm cái gì nữa này Hai Như? Chưa thi mà sao đã thế tập rồi? Má hỏi hay lắm. Đây là đề cương môn lý, môn mà con sẽ thi tốt nghiệp vào sắp tới. Con định chọc tức má tới giờ nào nữa đây? Không chọc tức ai hết á. Con thích thì con xé thôi. Như à, đừng có làm khổ má nữa được không? Như, chị, à, dạ cho em hỏi thăm, em muốn tìm chủ quán, ở quán này thì em tìm đâu chị? Có gì không em? Dạ em muốn xin việc làm. Em xin việc làm hả? Chị là quản lý ở quán này. Dạ, em đọc ở ngoài thấy là quán mình cần tuyển nhân viên nên em vô xin việc làm. Em muốn xin việc làm hả? Ờ, thì thật ra quán của chị đang tuyển, với lại làm theo ca, đó là có 2 giờ làm. Từ buổi sáng thì từ 6 giờ cho tới 2 giờ trưa. 2 giờ trưa thì tới 10 giờ đêm thì em thấy có ổn không? Dạ em làm được chị. Ờ, nếu mà như vậy thì em thích ca nào thì em sẽ đăng ký ca đó nha. Nhưng mà chị hỏi thiệt là em có làm quán cà phê lần nào không? Dạ em chưa có đi làm bao giờ. Nhưng mà em nghĩ là mấy công việc này em làm được. Thì chị hỏi vậy thôi, không sao đâu. Thôi bây giờ em có thể đi tham quan quán với chị, rồi coi sơ bộ qua một cái, sau đó thì em thấy phù hợp thì em cứ đăng ký làm nha. Dạ. Rồi đi theo chị. Quán của mình thì thật ra là đông khách nhất là buổi trưa với lại buổi tối. Và có khoảng như là làm thì em nhớ là ở quán mình phải luôn luôn vui vẻ, chiều chuộng khách nhau. Em sao vậy? Vậy
Vậy là con Như nó đã biết hết chuyện của mình với anh Hùng rồi. Như à, con không muốn nhìn mặt má. Con không muốn nói chuyện với má nữa. Như tại sao mình lại gặp con người vô liên sĩ đó chứ? Hắn ta đã hại gia đình chú mình tan nát, đúng là một người bỉ ổi. Có chuyện gì nói chú nghe đi Lan. Con muốn nói cho chú biết á, thím là người phụ nữ không có chung thủy với chú đâu. Chú biết con đã hiểu và nghe thấy hết những chuyện của thím làm và của người đàn ông ấy. Nếu như chú đã biết hết mọi chuyện thì tại sao chú cứ làm thinh như vậy chứ? Chú chung sống với thím con gần 20 năm rồi. Tính tình của thím thay đổi như vậy, lẽ nào mà chú không biết chứ? Chú bất lực. Chú bị bệnh tiểu đường và chú không thể gần gũi với thím con gần 5 năm rồi. Vô liên sĩ bị ổi mà. Sao em? Dạ em chào chị. Em quyết định chưa? Dạ em suy nghĩ và quyết định em sẽ làm chỗ này. Tốt lắm. Chị nói cho em biết là quán mình làm 2k đúng không? 1k thì chị trả 60.000. Còn nếu mà em có sức với lại em không thấy mệt, không có gì làm thì em làm 2k kiếm thêm tiền. Dạ, hiện tại bây giờ thì em còn phải bận đi học. Nên trước tiên chắc em xin phép chị là em làm 1k. Nhưng mà riêng thứ bảy với chủ nhật á, em xin chị làm 2k. Gì cũng được, tùy em thôi. Bây giờ thì đầu giờ chiều á, em có thể đến đây làm. Rồi chị sẽ hướng dẫn thêm những cái lặt vặt trong quán ha. Dạ. À chị, mấy cái trang phục để mặc đi làm á chị, em mặc sao thì được, hay là em có cần phải mặc đồng phục giống mấy bạn ở trong quán không? Bây giờ là thời gian thử việc, em lựa một cái áo sơ mi trắng với lại cái quần tây đen là được rồi. Vậy đi nghe. Dạ, cảm ơn chị. Em xin phép chị em về. Rồi. Vậy nè, trời ơi, con gái con đứa gì, chết rồi. Tại sao con uống dữ vậy nè hả? Nhớ thôi, không có uống nữa, đưa đây cho má. Nhớ à, con điên rồi hả? Nhớ đúng rồi. Trời ơi, con điên rồi. Uống như vậy làm sao mà chịu nổi. Con điên rồi. Nhớ đưa đây cho mày. Con điên rồi. Con gái còn nữa mà uống rượu như vậy nè, con bắt chước ai mà vậy đó hả? Nhớ, con muốn má chết phải không? Con điên rồi. Con nhỏ này nó điên rồi. Ây da. Ây da, con đi thiệt rồi. Ôi da, bộ con muốn má chết phải không? Nhớ,
Con nghe má nói cái gì không? Con đang nghe má nói nè. Con không bỏ sót một chữ nữa. Mày, mày đó. Mày dạy đánh con hả? Đứng hay sao? Lan, cái gì vậy? Đứng đây vậy mà đụng cho được à? Dạ chị, tại em sơ ý làm đổ mấy ly nước. Cẩn thận một chút xíu chứ. Lo dọn dẹp nhanh lên đi. Dạ. Dạ em xin lỗi anh. Menu mời ông chọn. Chào người đẹp. Coi ra chúng ta cũng có duyên quá ha. Ông uống gì thì chọn lẹ đi. Anh muốn uống gì em không biết sao? Cái gì cũng phải từ từ chứ. Nếu ông chưa tìm được món á thì tôi đi ra ngoài. Khi nào suy nghĩ xong thì gọi tôi vô. Thôi cà phê đá đi. Cái gì nữa vậy? Sao cứ gặp tôi là đổ bể là sao? Ông vừa phải thôi nha. Vừa phải cái gì? Tại sao lại gạt chân tôi để làm bể là gì? Ai gạt tôi? Dạ. Không đâu gạt. Đó, coi nhân viên của cô nói chuyện vậy đó. Làm như tôi rảnh lắm tự nhiên gạt chân gì ở đây. Lan, sao em bất cẩn hoài vậy? Dạ không có. Em đi ngang đây, ổng thọt chân ra để gạt làm em bể ly. Này vừa phải này nha. Tôi cũng có danh dự của tôi nha. Tôi rảnh lắm hả? Tôi gạt chân cô làm cái gì? Dạ anh ơi, thôi thôi được rồi anh. Nhân viên cô nói chuyện vậy làm sao giữ khách? Em xin lỗi, anh thông cảm, bé nó cũng mới vô làm. Với lại nó cũng không có biết gì hết. Cho em xin lỗi anh nha. Lan, bây giờ em dọn dẹp đi rồi chút nữa chị vô nói chuyện với em. Vô nhanh lên. Dạ, anh có sao không? Cho em xin lỗi anh nha. Rồi tụi em sẽ rồi, không sao đâu. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Em làm gì cái kiểu gì kỳ cục vậy? Dạ em xin lỗi chị. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi?
em nghĩ coi, anh làm việc ở đây mới có 2 ngày đúng không? Mà em làm bể ly nấm lần. Em xin lỗi, tại vì em mới làm em chưa quen, anh em bất cẩn quá. Em nói chưa quen là sao? Công việc chị thấy rất là đơn giản. Chị đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, làm việc ở đây, mà ở đâu cũng vậy. Đối với khách hàng là em phải nhỏ nhẹ, chiều chuộng khách. Khách hàng là thượng đế mà, đúng không? Nhưng mà hồi nãy rõ ràng á, là cái ông khách đó đưa cái chân ra gạt cho em té. Ông cố tình làm như vậy. Em nói vậy là sao? Chị nghĩ không có khách nào mà dở cái kiểu kỳ cục như vậy hết á. Em làm việc bất cẩn thì em nhận đi. Chị không có tin em sao? Đúng ra cái chuyện này rất là khó tin. Thôi bây giờ em làm việc đi, không có nói nữa. Chị nói cho em biết, lần này là lần cuối. Em mà còn một lần nữa là chị không có giúp được em đâu. Dạ, em xin lỗi. Em ra em làm việc tiếp. Ok. Dựng xe tôi lại làm cái gì vậy? Cứ bình tĩnh. Anh chỉ muốn gặp em để nói lời xin lỗi. Tại vì anh mà hồi chiều em mới bị la như vậy. Ông làm như là ông là người đàng hoàng lắm vậy? Sao lại nói như vậy? Nhỏ giờ anh có phải là người đàng hoàng đâu. Tránh ra cho tôi đi. Em nhìn coi, đường phố đêm hôm khuya khoắt như vậy rất là nguy hiểm. Anh cần phải theo em để bảo vệ cho em. Cảm ơn ông. Ông mới chính là người nguy hiểm và dơ bẩn nhất, tôi phải cần tránh xa ra đó. Vậy sao? Tôi cảnh cáo cho người biết, đừng bao giờ luôn tỏ thái độ cao ngạo lớn tiếng người khác như vậy. Coi như đây là lời cảnh cáo đối với mày. Ông làm gì tôi? Làm gì à? Cứ yên tâm, mày vẫn được an toàn ở cái nơi sáng sủa và đông đúc như thế này. Nhưng xưa nay, khi tao muốn đứa con gái nào, tao sẽ có bằng mọi giá. Mày cũng không ngoại lệ. Liệu hồn mày đâu. Đồ đàn ông không đàng hoàng. Tại sao kẻ mình ghét thì mình cứ luôn gặp chứ? Mình không thể nào sống hiền lành và chịu đựng hoài như vậy được. Nếu lần sau hắn còn dám giở trò gì với mình, sẽ không tha đâu. Vào đi. Nhà cô cho gọi em mà. Tại sao em lại làm như vậy hả? Dạ. Tôi muốn em cho tôi một lời giải thích. Con gái em tâm lý nó ngày càng thay đổi. Hình như nó làm mọi chuyện là để trả đũa cái chuyện em qua lại với anh. Nếu vậy chắc mà mình phải tạm thời chia tay nhau một thời gian vậy. Em cũng nghĩ như vậy. Thậm chí có thể là chia tay luôn cũng được. Gì? Chia tay luôn là gì? Mình chỉ giả bộ chia tay thôi chứ chia tay luôn là gì? Em rất là thương anh. Nhưng mà đối với em á, thì con không có ai sánh bằng hết. Chứ tại sao em lại nói như vậy? Tại sao không phải chia tay luôn? Có lý do gì chứ? Với lại... Lại chứ gì? Em không tin tưởng anh sao? Em thấy anh không phải chỉ có một mình em. Nói năng linh tinh cái gì vậy? Trong lòng anh là chỉ có một mình em. Lúc nào cũng duy nhất chỉ một mình em thôi. Em tận mắt chứng kiến anh đã có người khác. Làm gì có chứ. Ai nói cho em thì tận mắt cái gì mà tận mắt. Nếu em đang nghi ngờ tấm chân tình của anh sao? Em thấy người đó đi vào nhà của anh. Phải đâu mà. Em không tin cái gì. Em nghi ngờ cái gì. Bây giờ anh sẽ đưa em đi kiểm tra. Bây giờ là kiểm tra là đột xuất luôn đó.
được chưa? Mọi chuyện là vậy á. Thì ra con Lan nó biết cái thầy hiệu trưởng cái vụ mày tặc bột cô giáo. Ê ừ? Mà cái vụ mày nhét bịch ni lông vô bồn cầu á, mày làm vậy chi vậy? Đơn giản, tao ghét bà lao công, tao phải làm vậy á. Mặc dù là tao bị kỷ luật nha, nhưng mà tao vẫn rất là hả lòng hả dạ, tao vẫn vui. Tao bó tay mày luôn á. Có mỗi bà lao công thôi à, mày cũng... Vợ tao, tao ghét là tao phải như vậy á. Ê, nói nghe nè. Ừ? Sau này á, mày á, mày có ghét ai á, chắc mày giết luôn cả nhà dòng họ người tao quá. Còn nó bậy bạ. Mà mày sắp qua trường rồi, mày tu giùm tao một cái đi. Kệ tao, mày nhiều chuyện quá. Ủa rồi, cái chuyện gia đình mày sao rồi? Mày đừng hỏi tới nữa. Tao quan tâm mày thôi mà. Mời chị.